Nhìn bác cùi quá này. Đây. Đây ông nào cùi quá đây. Cùi cho tôi mượn ít show cho ít đồ. Chỉ kia bác về cầu 3 em cho bác mượn set đồ à. Ok luôn người anh em. Cầu 3. Cầu 3 vào việc luôn này. Cầu 3. Đâu ông nào. Ông nào trên tôi cùi. Hả. À. Set đồ à. À đây 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 đây. À set ma thuật à. Ok đấy. Rồi ok cảm ơn người anh em. Mượn nhá. Mai trả uy tín luôn. Phù phù thủ phù thủ. Người em từ từ đợi 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 tôi phát ra để tôi sắp xếp thùng đồ rồi đã nhá. Người anh em cứ bình tĩnh. Đấy. Đấy, người em cho tôi mượn set Legend anh em ạ. Set Legend. Đấy. Set Legend. Đây. Hôm nay à. Giao dịch đây người anh em ơi. Vào việc. Đây. Set Legend cộng 13 anh em ạ. Hàng thần luôn. Anubis luôn. Cảm ơn luôn. Trời ơi. Ok. Đấy. Gì nữa đây. Cho gì nữa đây. Cho vừa thôi người anh em ạ. Full thùng. Full rồi. Ok. Mai trả nhé. Đấy. Ok trả trả sau nhé, trả sau nhé. Đấy anh em lại cho tôi mượn cái set này nha em ạ. Là ok luôn. Và bây giờ chúng ta cùng về bên Atlantis. Đấy bây giờ chúng ta lại tiếp tục là thay trang phục nha em ơi. Đấy thay trang phục tí nhỉ, cất bớt đồ đi nhỉ, phải cất bớt đồ đi anh em ạ, phải cất bớt đồ đi. Đấy xin chào anh em Đông Allen. Đấy chúc anh em Đông Allen buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Đấy xin chào người anh em vô tình người gầy lắm rồi vợ nó ấy kinh quá. Ủa, gầy lắm anh em ạ, dạo này sức lực đi xuống rồi, bên kia sườn dốc rồi, bây giờ là nguy hiểm anh em ạ. Tình trạng như này là dễ phải đi tiếp nước lắm ấy, có khi phải đi tiếp nước thật đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu. Cái tình trạng như này là nguy hiểm đấy. Nào bây giờ chúng ta cùng xin phép là thay trang phục tí anh em ơi. Đổi gió tí nào. Đấy bỏ cái set này xuống này. Đeo set Legend lên. Nhá. À từ từ đã. Để tôi xem nào. Lượng máu của tôi bây giờ đang là 179.000 nhá. Là set đồ này. Ok chưa, là set nhân sư nhá. Bây giờ tôi sẽ mặc cái set Legend này lên. Một món này. Hai món này. Đấy. Ba món này. Máu của tôi bây giờ lên là bao nhiêu đây. 229.000, như vậy là tăng 50.000 máu anh em ạ. Set đồ là set Anubis. Đấy, set Anubis này sẽ tăng 50.000 máu. Tam sẽ to hơn đấy. Tuyệt vời luôn. Giờ đây. Mọi người anh em cho mượn anh em ạ. Đây anh em cùng ra. Đấy, trời, quả này nó phải đeo với cả mũ nửa đầu nhá. Tôi có sẵn mũ nửa đầu rồi. Nào, quả mũ nửa đầu anh em ơi. Nào, hết nước chấm chưa? Anh em nhìn quả hết nước chấm chưa nào? Mũ nửa đầu luôn. Đấy, vào việc luôn anh em ạ. Ra đây, ra đây. Con hàng chết nguồn nào ra đây. Xin chào người anh em Chinanoko. Đấy, chúc anh em Chinanoko buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào anh em Endless Level. Chơi MU phải nghe kiếp đỏ đen hay mấy bài duy mạnh mới đủ combo chuẩn đấy anh em ạ. Nhưng mà bây giờ đã bật lên là rank bản quyền chết tôi. Xin chào anh em Hoàng Sang Vương Phạm. Anh em trong nhà không giữ đi anh. Ôi dồi, giữ đấy, vẫn giữ. Xin chào anh em Nguyễn Hoàn Tuấn. Anh ơi bên Mưu Đế Vương làm sao để có hộp cô đun à? Để có hộp cô đun thì em ấn phím H lên nhá. Ấn phím H lên này. Sau đó đi săn boss thôi anh em ạ. Đấy đi săn boss thôi. Đi săn rồng vàng này. À, rồng vàng này, quân đoàn boss này. Đấy. Rồng đỏ này. Ăn mấy con đấy là sẽ rơi ra hộp box. Nó sẽ quái thì tập trung vào map Nonasia anh em. Đây anh em để ý này. Đấy. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng với hai trang phục đó là set Legend màu xanh và set sâu hồng nhá. Sâu hồng anh em thấy thế nào? Ok hơn à? Ra rồi à, ra rồi người anh em ơi, hy sinh rồi. Ô, ông ra đây, ông sâu hồng nó đúng đây để tôi quẹt là chiêm ngưỡng tí nào. So sánh đấy. Một set sâu hồng nhé và một set Legend. Đứng im đi người anh em ơi. Đứng im đúng rồi, đứng đây. Đúng rồi hai anh em. Rồi đấy. Ok chưa? À, bên sau thì ông này là F này, F Thái Bình rồi. Đấy, Win 2.5. Tôi là Win Win 2 thôi. Xin chào người anh em Quang Khánh. Đổi đồ, đổi vận bác ơi. Đấy, đổi đồ là đổi vận rồi. Máu hơn anh em ạ. Bây giờ chúng ta cũng đi David. Vào xem nào thì hình nào. Tôi vào trước cho. Đấy. Bắt đầu là HMN1. Bắt đầu chiếm rồi anh em ơi. Cố lên. Chiếm rồi. Xin chào người anh em Hải Sơn. Kiếm đâu được set thần vậy. Set này vượt cùng người em cho mượn. Bảo cho mượn mấy hôm. À, cho mượn mấy hôm anh em ạ. Set này set thần này. Alobit anh em ạ. Bắt đầu vào rồi. Vào đây anh em ơi. Vào thôi. Vào thôi anh em ơi. Búp cái nào cho anh em sợ nào. 5
Úi giời, tele ngay, định làm gì? Cứ bình tĩnh anh em ơi, cứ bình tĩnh nhá. Úi giời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy, bình tĩnh rồi. Chào mừng anh em đến với trận Devin 22:30 buổi tối hàng ngày. Ấy, Blood vừa thua rồi. Hôm nay là chúng ta phải quyết định phải ăn được Devin nữa. Phải ăn được Devin ngủ mới ngon anh em ạ. Chứ thua cả Blood, thua cả Devin là mất ngủ đấy. Đấy, chằn chọc bâng khuâng rất chẳng lành. Canh 4, canh 5 vừa chợt tắt. Sao vàng lấp lánh mộng hồn quanh. Xin chào người anh em Hòa Cherry Aerobit mãi đỉnh đấy, Aerobit anh em ạ. Xin chào anh em Khói Tiên Bác không la trên TikTok à. TikTok có khóa mõm rồi. Không biết hôm qua nói cái gì, hôm nay nó khóa mõm rồi anh em ạ. Mẹ, à, TikTok đấy. Nó lại khóa mõm tôi rồi người anh em ơi. Hôm nay là gì là hết hot ở chim ngừng hot luôn rồi. Xin chào anh em Kevin Hoàng, chúc bác hài buổi tối vui vẻ đấy. Cảm ơn anh em Kevin Hoàng, chúc người anh em Kevin Hoàng buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Đấy, 6368 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Xin chào anh em Vũ Đức Anh, bên cạnh có set cộng 15 ngon thế à? Ngon thôi, nhưng mà nó hơi dai đấy. Anh em ạ, ngon nhưng hơi dai. Đấy bắt đầu đông rồi, bắt đầu đông rồi. Quảng trường quỷ sẽ đóng cửa trong khoảng 6 giây. Đây, một lần nữa gì là gì đây? Chào mừng anh em đến với trận Devin 22 giờ buổi tối hàng ngày nhá. Anh em đang quẹt vào nhau rồi. Đấy, các liên minh đang quẹt vào nhau rồi. Devin này của chúng ta nó giống như là một trận vui vui nhưng mà các vui sẽ nha vào PK nhau. Và bây giờ xin phép là diện đóng cửa rồi. Hy sinh bây giờ sẽ không ra được ngoài. Anh em bây giờ để cho tôi tập trung thế nào, để tôi tele làm rối loạn hình đối phương nha. Vâng à. Ôi cái máu. Bác đang dồn đến góc 12 giờ rồi. Team của tôi là góc 12 giờ anh em ạ. Tôi cứ đứng giữa mẹ đồi đối phương luôn. Đấy. Góc 12 giờ anh em ơi, góc 12 giờ em bị trí, cái rồi. Hỏng rồi, Đang bị dàn trận. Địch đang dàn trận rồi. Đấy, H5N1 đang dàn trận anh em ơi. Shopee cũng đang dàn trận rồi. Như vậy là gì ạ? Như vậy Lương Sơn đang bị dồn vào góc 12 giờ anh em ơi. Liệu có làm gì lên không đây? Anh em ơi, chia ra, dàn đội hình tốt vào. Dàn hình tốt vào anh em ơi. Tay dài lên trước. À nhầm, tay ngắn lên trước, tay dài đứng sau. À, cận chiến lao trước anh em ơi, cận chiến lao trước, MG lao trước. Đứng sau là Showmaster với cả F là rỉa thôi. Rồi, bắt đầu ra giữa rồi. Bắt đầu ra giữa anh em ơi. Tè len liên tục luôn. Tôi vả cái ông này. Tôi vả gái anh em ạ. Coca99 hy sinh rồi, đấy tôi đã bảo rồi. S2 máy dập cũng hy sinh rồi nhá, còn Chivat 25 đâu. Em Việt Chí đâu, những con hàng chết quần đâu nhá. Vừa vã tôi nhá. Blood là vừa vã tôi đấy. Em Việt Chí là gì? Blood vã tôi đấy nhá. Tôi nhớ đấy, hận mối hận thù này là gì ạ? 15 trả thù nhá. Trả thù trong vòng 10 năm. Xin chào em Vũ Tuấn, bác quay lại đi. Con này đồ dễ kiếm mà rẻ, chơi đông phết. Đấy, vẫn đông nha em ơi, vẫn đông lắm nhá. Con đêm này là gì ạ? Anh em theo kiểu là giải trí vui vẻ nhà nhà. Còn con game đế vương kia là chẳng qua là gì là game nó mới thôi anh em ơi. Game nó mới thôi. Con này là chơi vẫn hay này. Blood Devin là gọi là giải trí vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Đồ bây giờ là dễ kiếm. Xin chào anh em Thỏ Bật. Nhìn đi Devin mà nhớ thời xưa, giờ đông nghịt, click vào còn khó. Đấy, bây giờ vẫn đông anh em ạ. Bây giờ vẫn đông. Blood Devin là một trong những sự kiện mà gì đây. Ôi vẫn vui rồi. Vẫn chém nhau anh em ạ. Vẫn vã nhau đấy. Rồi vào đây. Một. Vào. Đây rồi. Vẫn vã nhau anh em ạ. Bạn thì dừng tay bây giờ là dừng tele bây giờ hy sinh ngay. Vẫn còn địch đấy anh em nhìn chưa? Vừa đông lắm bây giờ hy sinh hết rồi. Bây giờ chỗ này trong khoảng hơn chục người thôi anh em ơi. Vừa nãy tôi đoán phải tầm khoảng 40 người đấy lùa nhau, bây giờ chỉ còn hơn chục người thôi. Xin chào anh em Kevin Hoàng, hình như không phải Việt Chí mà là Việt Trì Phú Thọ các bạn. Tôi cứ đọc Việt Chí đấy cho ức anh em ạ. PK tôi nhiều lắm. Tôi cứ đọc Việt Chí thôi nha. Tôi cứ quen mồm tôi học vị trí đấy. Cay anh em ạ, cay lắm. Hộp đéo nào và Blood cũng bị vã. Devin thỉnh thoảng cũng bị vã nhá. Hết chưa anh em ơi, hết chưa nào? Hết chưa? Tôi thấy là như hết rồi anh em ạ. Đứng lại giữa đội hình địa phương đây. Rồi, xong rồi. Xong rồi anh em ơi. 10 người, bên ngoài vẫn còn kìa. Vẫn còn H5N1 anh em ạ. Vẫn còn đấy. Thôi tôi đứng lại đây nhá. Con nào chết buồn, đi phát 25 đầu, vị trí 25 đầu nhá. Bơi hết vào đây. Cái gì đây? Tôi thấy tụt máu đấy. Tay lúc đéo nào cũng phải ấn cái nút tele anh em ạ. Thử đi được. Xin chào anh em Thanh Quân. Chào bác Hải nhé. Chúc anh em Thanh Quân buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào người anh em Hải Sơn. Đấy.
kiếm đâu được set thần vậy? Đấy, set thần này là vừa có người anh em cho mượn nhá, set này set Alobit cộng 13. Ok chưa? Anh em thích soi đồ gì nào? Đấy, chúng ta có Soulmaster này, MG này, S này. Đấy, anh em thích xem soi đồ gì nào? DK là hy sinh rồi. Xin chào anh em Vũ Tuấn. David Blood giờ vào khó thở lắm. Tắt tele là hết oxy, tắt thở ngay. Đấy, anh em cứ chơi đồ yếu cho tôi này. Đấy, đồ bình thường thôi. Đồ của tôi chỉ có tầm khoảng 300 đến 500k thôi, vẫn là mưa làm gió nhá. Mà cũng làm mưa làm gió đấy, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Hết địch rồi à? Hết PT rồi à? Hết địch rồi đúng không? Hết địch, bây giờ xin phép là bỏ sói xuống, đeo thần mã lên nhá. Thằng máy rồng luôn. Đây, bây giờ mình ra đây ra góc ngoài review. Tôi xin review cho anh em, đây là set, này là set Legion anh em ơi. Set Legion một tay cầm gậy rồng, một tay cầm khiên Legion nhá, máy rồng đen xì màn hình chưa? Đấy, trong những đêm Devin tay nắm chắc gậy rồng nhá, Wing 2 gậy rồng, set Legion. Ok chưa? Bây giờ là hết địch rồi, là tôi xin phép là tôi bỏ cái mũ này xuống nhá, đeo cái mũ nửa đầu lên cho nó đúng chuẩn bài anh em ơi. Đấy, con quái lướt tại chỗ khác để anh gọi là chụp ảnh cái nào đấy, chụp ảnh anh em ơi. Đấy, set Legion nhá, mũ nửa đầu, một tay cầm gậy rồng, một tay cầm khiên, đeo Wing 2, thần mã bay phấp phới nhá. Đấy, ok chưa anh em? Anh mạch thế đấy. Blood Devin là một trong những sự kiện mà gì ạ, chính của game MU. Đã nói game MU là phải gì ạ, phải là Blood Devin anh em ạ thì mới đúng bài được. Rồi, đứng đây ngoái chuột đây, bắt đầu là chém gió của anh em. Xin chào anh em Duy Nghĩa, chào bác Hai nể vợ. Ôi, cảm ơn anh em nể vợ đấy, tôi chỉ nể vợ thôi nhé. Xin chào em Kuka HD, ngủ thôi không chị Linh, hút tây mạng đấy, cuối tháng rồi mà còn ôm vợ thôi. Tầm này là chưa ngủ được người em ạ, tầm này là chưa lên chuồng được, tầm này ngủ sớm quá là nguy hiểm đấy. Ngủ sớm quá là dễ gọi là gì ạ, dễ sinh sản nhiều đấy. Phải từ từ thôi anh em ạ, phải tầm khoảng 12 giờ ngủ là đẹp. Xin chào em Vũ Tuấn, bác Hải ơi, con MG phép mặc Legion mới hợp. Đúng rồi, MG phép có cầm gì ạ, mặc Legion này, tay sờ tom này, một tay cầm gậy rồng này, một tay cầm kít, đấy là chuẩn bài của MG anh em ạ. Xin chào người anh em Trọng Vĩ, quê bác Hải đâu nhỉ, tôi Hải Dương người anh em ơi, tôi quê Hải Dương. Xin chào người anh em Thương Mang Cô Nguyễn, đam nhỏ quá thế thôi, đam bình thường, đam gọi này, đam gọi này là nhỏ nhỏ xinh xinh đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh. Xin chào người em Nguyễn Hoàn Tuấn, anh Hải lúc trước có chơi MU xong mã không? Có đấy, thông mã đấy, MU 23 đấy, nhiều lắm anh em ạ, MU nào cũng chơi. Xin chào người anh em Thanh Quân, test đam xét thần như đam bác. Đây tôi đi test đam xét thần luôn nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ xét này xuống nha, bỏ xét thần xuống này, rồi đam này. Đấy, đam bây giờ là bao nhiêu đam đây? X1 là 66.000 anh em ạ. X1 là 66.000 đam, X2 là 124.000 đam. Đấy, đây X1 là 66.000 đam nhá. Ok chưa? 66.000 đam thôi. Đấy, đam xanh lá cây à. Đấy, xin phép bây giờ là tôi sẽ gì ạ? Bỏ cái đồ này xuống, đeo cái set thần này lên, Alobit thần. Alobit thần. Vũ đâu? Vũ đây. Đấy. Bây giờ tôi đang xoay chuột lên bao nhiêu? 98.000 anh em ạ. Lên 98.000 đam. Từ 66 lên 98.000, như vậy là tăng 32.000 đam. Tức là tăng bao nhiêu nhỉ? Con này ghi mà. Tăng gia tăng sát thương là 20% anh em ạ. Cộng với cả chỉ số mà gì ạ? Cộng với chỉ số là gì ạ? Tăng sát thương khi mà đeo đồ thần nữa. Tổng cộng là tăng là 32.000 đam đấy. Đấy, tức là đam to hơn nhá. Đam to hơn và máu to hơn. Ok chưa? Đây, bỏ cái mũ này xuống. Bỏ cái mũ này xuống thì không kích hoạt em nhé. Đấy, bỏ cái mũ này xuống là không kích hoạt. Bỏ mũ xuống nè. Đấy, đam sẽ nhỏ hơn. Chưa khoa ơi, lại gần đây. Đây, đợi tí để tôi đi test tí đam lại. Test tí đam lại anh em. Đấy, 65.000 anh em ạ. Bỏ mũ xuống là nó không kích hoạt. Đấy, 65.000. Ok chưa? Bây giờ phải cho cái mũ này lên thì nó mới lên là 98.000. Đấy, 97.000, 98.000. Đấy, muốn đam to thì mặc đủ đồ anh em ạ. Đây tôi đi về đây anh em. Tiêu khoai gần lại đây. Tiêu khoai lại gần đây. Đấy, giờ đứng lên cắm chuột. Xét lại gần anh em ạ. Xét lại gần đấy. Xin chào người anh em Lưu Đức, vui mình hay thắng Devin mấy Blood thế nhỉ? Thắng Devin thôi, vừa Blood vừa thua rồi. Tối nay là thua Blood và win Devin. Đấy,
Xin chào em thắng Chelsea. Hãy chúc em thắng Chelsea buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào người anh em Vinh Nguyễn. Bỏ xin chào đi bác mày ơi, phải chào. Chào người anh em ạ. Đấy. Chào nhau một câu cho nó vui. Mất thời gian, dài mất thời gian. Có nhiều anh em mà vào mà không thấy tôi chào thì bảo là tại sao không chào, đúng không? Đấy. Do vậy tôi xin phép anh em là tôi vẫn chào. Đấy. Chào này là gọi là tôn trọng lẫn nhau thôi. Đấy. Xin chào người anh em Nguyễn Duy Phương, à Nguyễn Khương Duy. Đấy, MU xong mã session mấy? Thế bác Tuấn Nguyễn đấy, người anh em có hỏi kìa, MU xong mã là gì ạ? Là session mấy đấy? Xin chào em Thạch Nguyễn, không chơi MU BK à anh? Có, vẫn chơi MU BK đều, vẫn lên video đều luôn. Xin chào Nguyễn Vinh, chào thấy mệt. Hay mà, đúng rồi, phải chào anh em ạ, phải chào. Bình thường anh em họ hay dùng cái thằng Google nó đọc tin, đọc comment đấy. Hôm nay là tôi vẫn chưa biết dùng cái đấy, mà tôi theo tôi là tôi dùng cái đấy là nó không thật. Cứ phải chào nhau bằng câu thật nó mới vui anh em ơi. Xin chào anh em NTQ, I am xem bác chơi nhớ cái thờ MU Hà Nội rồi FBT quá. Xưa ngồi nét cày ngày cày đêm, giờ chả có thời gian mà giải trí. Đúng rồi anh em ơi, ngày xưa nó là gì ạ? Ngày xưa nó ít game, ngày xưa chúng ta là như học sinh sinh viên thì nó nhiều thời gian. Nhưng bây giờ là nhiều game là một này, anh em có thể giải trí được rất nhiều game này. Thứ hai nữa là gì? Là có vợ con rồi, công việc gia đình rồi, thì chúng ta làm sao để không để ảnh hưởng đến công việc của con gia đình. Đấy, giải trí gọi là vui vẻ thôi. Và khi mà chơi game MU này, hầu như anh em chủ yếu là gì ạ? Tìm lại cảm giác ngày xưa thôi, hoài niệm là chính thôi nha mọi người. Xin chào người em Lê Hoàng Việt, mỗi rồng kít nhảy quá tị luôn, đẹp thì màn hình luôn nhá. Anh em không nhìn thấy gọi là gì ạ? Đất đâu, mặt đất đâu nhá. Đấy. Đen xì luôn. Xin chào người em Nguyễn Thế Đông, sao không làm set elite nữa tăng thêm đam à? Ông con game này là gì ạ? Con game này là set này là full set luôn anh em ạ. Full set luôn rồi. Alobit là full set, còn set elite nó là set khác. Đấy. Xin chào anh em Thanh Quân, Wing F 2.5 vào đêm pin giống Wing 3 nhỉ? Đúng rồi. Trong các loại Wing 2.5 thì tôi cũng thấy là gì ạ? Wing F 2.5 là đẹp nhất. Nhìn nó gì ạ? Nhìn nó đẹp nhất. Ảo mộng. Xin chào người anh em Nguyễn Đức Tuấn. Chào anh ba Trà Cú. À, xin chào anh em Nguyễn Đức Tuấn. Chúc anh em Nguyễn Đức Tuấn buổi tối rực rỡ chào tràn ngập niềm vui. Xin chào anh em Nguyễn Việt. AD chào tôi cái nào đây đây phải chào anh đấy. Chào luôn vui anh em ạ. Đây. Xin chào anh em Nguyễn Việt. Chúc anh em Nguyễn Việt buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. 6368 mãi đỉnh luôn. Xin chào anh em Nguyễn Vinh. Tí vào đế vương nhà. Ok anh em ơi. Tôi vẫn đang cắm chuột đấy. Xin chào anh Trọng Vĩ. Tối nào cũng xem bác hài lai hoài niệm ngày xưa vải đấy. Bây giờ chúng ta chơi game MU chủ yếu là hoài niệm chính em ạ. Gọi là gì ạ? À, cùng nhớ lại kỷ niệm gọi thời trẻ trâu. Cái thời mà gọi nhỏ bé bé. Thời đấy là gì ạ? Cái thời đấy mà được vào quán net mà chơi mà có máy ngồi là sướng em ạ. Phải chờ xếp hàng mới có máy đấy. Không phải là như bây giờ đâu. Mình chưa vào là gì ạ? Là phải đứng ngay sau cái máy đấy nhá. Nhìn xem là cái máy đấy là nó ghi từ bao giờ. Ngày xưa là gì ạ? Ngày xưa mà khi mà vào trên net ấy là bao giờ thằng chủ quán cũng cho một cái vé nhỏ nhỏ như này này. Đấy, cho một cái vé nhỏ nhỏ không đi giờ, ví dụ là từ 2:30 anh ạ. Để trước mặt thế này. Phải đi nhìn thằng nào chơi lâu rồi. Ví dụ thằng kia đã chơi từ lúc mà 12 giờ trưa anh ạ. À. Thằng này chơi lâu rồi. Thằng này chắc là sắp nghỉ rồi, đứng ngay sau. Đã phải xí chỗ luôn anh em ạ, phải xí chỗ luôn nhá. Đấy, nó nghỉ phát là gì ạ? Máy này của tôi nhá, của tao, máy này của tao. Tao xí trước rồi. Phải thế. Xin chào anh em Vũ Tuấn, bác Hải ơi, sao bác cộng Master vào Manasel có một điểm với bác? Tôi cộng linh tinh đấy người anh em ạ, tôi cộng linh tinh đấy. Con game này là Manasel này nó cũng không tăng mạnh lắm nhá. Nó không tăng mạnh lắm. Đấy, bây giờ tôi chủ yếu là tăng vào cái này để gọi là nhà tống choáng này, mới cả tăng vào đây là phục hồi này. Phục hồi mana các kiểu thôi. Đấy, tống choáng thôi. Manasel đây này. Đấy, tăng 3% khả năng giảm sát thương đấy. Có 3% thôi anh em ạ. Đấy người em nhắc bây giờ tôi lại bây giờ mới có điểm này. Bây giờ mới có điểm để tăng này chứ không phải tăng một điểm đâu. Bây giờ mới có điểm để tăng này. Đấy bây giờ sẽ tăng vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? 8 điểm chúng ta sẽ có 8% khả năng giảm sát thương. Khả năng khác nhá. Và giảm sát thương là khác. Hai từ này nó hoàn toàn khác nhau. Khả năng giảm sát thương tức là tỷ lệ đấy anh em ạ. Còn nếu mà nó ghi là 8% giảm sát thương thì nó là gì ạ? Nó là giảm thương luôn.
còn là khả năng, tức là tỷ lệ, tức là tỷ lệ mà giảm được sát thương, tức là tỷ lệ mà giảm được 8% đấy thì nó có cái gì, nó có 8% tỷ lệ thôi, tỷ lệ không phải là giảm một phát là 8% đâu, kiểu như thế. Xin chào em Pukane, chân ái cứ le gần gậy rồng, tay trái kít tay phải gậy rồng là đẹp, thời mua Hà Nội tranh nhau kít nhỏ đẹp đấy. Thời anh em mình ngày xưa là gì ạ, là gậy rồng nhá, gậy rồng với kít Wing 2 là tuyệt bài rồi. Anh xin chào Nguyễn Vu, kít bên mũ VK tên là gì nhỉ bác? Tên là kít thôi, tên là Chris đấy. Xin chào Tiến Bập Ovio, nay không ai TikTok à? TikTok của tôi là nó khóa mõm rồi, nó khóa mõm TikTok rồi anh em ạ, nên nó khóa nó khoảng tầm khoảng tuần đấy, chả biết hôm qua thì bon mồm nói cái gì đấy mà nó khóa luôn anh em ạ. Xin chào người anh em Tiến Bập Ovio, trước có nhiều vụ đánh nhau vì thi chỗ cùng máy connect, quay nhau liên tục luôn nha. Tao vừa đi đái xong mày đã xí chỗ gì, mày biết tao đứng đây từ lâu rồi không, mày đi đái phát mất chỗ luôn, đánh nhau luôn anh em ạ. Kit bên MU trừ BK là tùy thủ đúng không, tùy thủ anh em ạ, tùy thủ đúng rồi, dịch sang tiếng Việt là tùy thủ, còn anh em mình cứ bon mồm gọi là clip. Xin chào người anh em Nguyễn Việt ghi giấy kẹp đúng rồi, kẹp đấy. Xin chào Nguyễn Vinh, hai trước học trường nào vậy? Học trường nếu mà đại học thì tôi học học viện bưu chính viễn thông đó. Xin chào người anh em Thanh Quân Bắc Hải, nhớ nhân vật Quân Dynamo bên Hoài Niệm không? Có vẫn nhớ đấy, đây đang đánh Hoài Niệm đây này. Xin chào người vô tình chơi MU thì phải thì giải trí vài ngày vài tháng thì thiếu gì MU, còn muốn ôn lại kỷ niệm và một môi trường ổn định 21 năm thì game thủ VN đúng rồi, game thủ VN vẫn chân nhà nhá, vẫn chân nhà nhưng mà đồ đắt quá. Đấy, anh em mà muốn giải trí bên đấy là anh em cũng phải tầm mấy chục củ, mấy củ mới giải trí được. Còn đối với con game này hoàn toàn khác thì anh em có thể gì ạ, không mất đồng nào luôn, anh em vẫn có đồ ngon, vẫn giải trí được. Đấy, nói chung là tùy mỗi người thôi anh em, tùy mỗi người. Xin chào người anh em Trần Quang Kiến, tình đầu mà lại đúng rồi, mối tình đầu đấy, mối tình đầu. Xin chào người anh em Lê Hoàng Việt, đánh nhau xì vì xí máy trên net. Đây đúng rồi, tội từng đánh nhau vì cho nhau cái máy đấy, tao phí chỗ rồi. Mày là thằng nào mà đến đây, tao vừa đi đái xong và mất chỗ luôn. Xin chào ông LTQIM, bác có diệu kế nào khống chế sư tử không? Em ngồi chơi vào, mà vào Discord nói chuyện, anh em to tiếng cái là vợ nó chửi ngay. Đây bài đây, nhé, để tôi nhắc lại bài nghe, nha. Để tôi đứng về lá đan đã lấy cảm xúc. Đấy. Discord nha. Đấy, người anh em mà lưu Discord đây là người anh em phải lưu vào là gì ạ? Đây là gì ạ? Nhóm làm việc thêm của cơ quan đấy, hoặc là gì ạ? Nhóm kiếm tiền thêm buổi tối đấy, ghi vào thế nhá, thỉnh thoảng phải đếm cái câu vào là gì ạ? Gì ạ? Báo cáo sếp, báo cáo sếp là bây giờ là cái bản kế hoạch này của chúng ta bây giờ phải thêm một cái viên bullet ở đây đấy, rồi là đồng chí trưởng nhóm tức là chủ vui đấy. Đồng chí trưởng nhóm là xin phép là cho thêm thời gian để chúng ta có thể đi ra cái map này để chúng ta có thể để đánh dấu một số các trang thiết bị ở đây. Phải dùng các cái từ ngữ chuyên ngành vào đấy nhá. Ví dụ anh em làm nghề gì? Đấy là anh em mà làm nghề gọi là gì ạ? Nghề nội thất chẳng hạn đúng không? Phải cho những cái từ ngữ từ nội thất vào, như con boss thì anh em phải nói gọi là gì? Đây là cái ghế sofa đúng không? Đây là sơn. Anh em phải cho cái từ ngữ chuyên ngành vào thì nó mới vợ nó không biết được, là nó cho anh em chơi thoải mái luôn. Xin chào anh em Chuyên Hồng, chào bác Hải, xem bác đã lâu nay lấy máy vợ, em có mấn đúng rồi ơi, lại lấy máy vợ à? Máy vợ nguy hiểm đấy nhá người anh em ạ, máy lấy máy vợ là nguy hiểm đấy. Xin chào anh em Quách Tuấn Vinh, mà u xưa tôi không có điểm master, đúng rồi, cái thời mà gì ạ, thời từ SS 2 trở xuống là không có điểm master đấy. Xin chào anh em Lê Hoàng Việt, xưa tôi đi chơi net tối tận 19 giờ ra còn có máy, chứ 20 giờ ra là quán là 2 đến 2 giờ mới có máy chơi. Buổi tối anh em chơi hay đông. Ngày xưa nó chơi quán net nó là một cái gì hot trend đấy, nó là hot trend anh em ạ.